Con người chạy đâu? Mà đâu mày người chưa? Mình giờ lại tới mệt chưa? Ai mà nói bòi bòi lóc phanh mạnh mạnh. Mấy ký nào đó. Ở chưa? Dựa. Nhẹ nhẹ. Trái nhỏ nữa coi. Lấy trái đi. Trái nhỏ được rồi chú. Dạ. Thế là muốn đi chị Khánh nha. Anh đang chị Khánh. Ông đi quyết nâng. Mình ăn. Ơi. Dưa này ngọt không? Không biết nữa chưa. Anh lại tao ngon. Nhiều. Ôi tặng. Không có liệu. Tặng. Tặng. Cảm ơn chú nhiều. Rồi. Chúc sao? Chúc chú bán muốn đắt. Hả? Chúc chú bán đắt. Bán đắt. Chú gì nữa? Là bán phát tài. Rồi. Bán ở đâu? Bán ở đâu vậy? Ở chợ Sóc Trăng. Quả đen nó đi. Đi Sóc Trăng chơi như là bữa nay cũng mười mấy Tết rồi. Tết tới rồi cô chú ơi, quà đem bữa nay là đi Sóc Trăng chơi cho biết. Hồi đó giờ không có đi chợ Sóc Trăng là đi với nhỏ em, chắc nghe em đi chơi cho vui rồi. Giờ cũng vui á. Rồi giờ mình đi đâu nè? Chợ ha. Chợ đâu? Chơi nè, chứ chơi nè. Chạy đội tên cái 50 cái 50 rồi. À, bà con này cũng rất là vui khi mà thấy cô Quả Đen. Đây là lần đầu tiên của cô. Mấy bà đã gòm gốc kìa. Tôi cũng à, bữa nay cô lần đầu tiên lại cái gì? Mấy con cười. Ôi, cô nè. Con nhiêu? Con nhiêu? 7 triệu. 7 triệu hả? Tiền đâu? Kệ, quay bên kia kìa. Không được. Của ta. Cái kia nó đi kìa. Là băng phất hết tài có tất cả một quà bảo an nha cô. Chúc năm mới đi đâu á, có con đi đâu là chạy nó một lát nữa. Nhảy hay quá à, bây giờ mày nhảy với tôi nè. Nhảy ơi, nhảy vô 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 vô. Người yêu em như ngàn ánh sao, bừng điện trong bằng đêm, lộn lên thật xinh. Nhân bước thành tiên, điện ai lòng ngất ngay, đầu dân thân lòng anh, đam mê cũng say. Mình yêu nhau đi, yêu nhau đi, hoài với em. Đây mới đi. Không được. Rồi cho ngồi bé hơn, hơn luôn. Xinh nhé. Hậu tỷ. Ăn vô đã cay luôn. Ăn chưa? Cái này nè, này không cay nè. Ăn nữa đi. Lại nói chứ kỳ quá. Có mệt đâu? Không biết sao đây. Thử sao đi nữa. Tính đi mua dưa hấu mà chưa được mua nữa dục bể hết rồi nè. Cầm giùm bà. Không cầm giùm bà rồi. Tính ấy tính gì xe mẹ tụi tôi vậy? Thầy cả nhà. Đó, bà con của bác em trận rất là vui nè. Ăn cà kìa. Đi vô mà theo này. Thầy đi vậy? Đi như vậy.
Cái nghe không? Vô cắn luôn, cắt cái đôi bên. Cắn hết xem đi. Cắn hết luôn. Cắn hết luôn á. Cắn hết luôn á. Lộn ra lộn nè. Đây lão nè. Cái nhiêu? 3 cái chậm à. 3 cái chậm á. 3 cái chậm cắn hết. 3 cái chậm cắn hết luôn. 3 cái chậm cắn hết rồi. Cắn hết luôn. Cắn hết luôn đi cắn ơi. Ba ký nhiêu? Hả? Ký nhiêu? Ký nhiêu? Ký nhiêu vậy? Thịt lạc nè. Ba ký. Ba ký trăm hả? Trăm ba ký. Ký nhiêu? Ký nhiêu vậy? Ủa ăn ký nhiêu kìa cô? Ủa ký nhiêu? Ký nhiêu? Ký 2 ngàn. Ba ký. Ba ký với 2 ngàn. Ba ký. Ở vô, ngồi vô. Ôi, được rồi, chưa đủ. Được rồi. 300 ạ. À. Sốc tôm nha, cải cắt. Nói chung là đi bà con cô bác bán rất là vui luôn à, gặp Thảo Trang kìa. Thảo Trang đâu? Anh ơi, anh bán gì anh? Anh bán gì anh? Nhạc anh ê, không được. Nhảy à? Không, không được. Bậy bà ơi. Chả anh bán gì anh? Chả chả nhìn cái nhiêu? Chả đi, một cái 20 ngàn hả? 20 ngàn hả? Cần lấy hết. Thôi. Gánh chảy kìa, thôi. Ai vậy? Nè, ôi rượu của ta. Ta. Dạ, chào cô, lâu rồi không gặp. Dạ, lâu quá không gặp. Dạ. Đừng nghe đủ nó chạy đâu nghe trai. Đổ của ta đó. Tôi đừng có bực. Tôi đừng có bực, đây tôi giỡn. Bắt gặp ra với tôi luôn. Rồi. Thank you.
Trời ơi, thôi như vậy cho. Rồi. Vô nữa. Vô. Không vô nó chứ. Để nó để nó để nó. Vô. Vô phải lên. Vô. Thôi. Thì ba nào lớn nữa. Nhiêu tiền con? Không. Nhiêu tiền? Hả đâu? Hả đâu? Không không. Vô. Vô. Nó đi chân cái cái lên đi. Dạ. Ai dạ. Hai mình chơi. Chơi luôn. Chơi. Con nhiêu tiền con? Con. Dạ. Thôi đừng vậy. Nó hư đồ bả cho. Anh. Anh. Cái gì vậy? Cái bơi đồng. Hả? Bơi đồng, bơi đồng. Bơi đồng đang gì? Anh sao mua? Này mấy ký, này mấy ký. Không, lấy chạy. Lấy chạy. Chạy nào đó. Ở chứ? Dạ. Nhẹ nhẹ. Con trái nhỏ đâu coi. Vô mày nè. Lấy chạy đi. Trái nhỏ đâu coi chú. Dạ. Nè mua nó chị gái nha. Anh đang lấy chị nè. Ông được việc nâng. Mua nè, mua nè, mua nè. Ơi. 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 Dưa này ngọt không? Không biết nữa chưa. Anh lại, anh lại, anh lại, anh lại không? Đây là tàn ngon. Nhiều. Nhiều. Ơi, tàn. Không, không, không. Liệu. Tàn. Tàn. Tàn, tàn. Cảm ơn chú nhiều. Rồi. Chúc tao. Chúc chú bán muốn đắt. Hả? À. Chúc chú bán đắt. Bán đắt. Người gì nữa? Là bán phát tài. Rồi, bán ở đâu? Bán ở đâu vậy? Ê, chơi, 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 chơi. Ba bộ trăm, ba bộ trăm cô chú ơi. Bộ nha. Bộ trăm, bộ trăm. Bộ trăm, bộ trăm cô chú ơi, bộ trăm. Tại sao nãy cô nói ba bộ? Ờ, ba bộ mà. Bộ mà. Một bộ. Đi, đi. Ôm, ôm, ôm. Đâu có gà bún bự đâu. Đâu có cơm cần cho tiền. Ê ê ê. Đúng rồi. Đây nè. Gánh 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 tao ơi gánh. Ê ê gánh à. Ra tại ơi. Ờ ba nạ chăng. Sao vậy chị? Từ 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 đúng rồi nhẹ nhẹ. Nó ra tại. Muốn tám mì cái cái. Thôi mà làm đi cái đường này. Dạ. Nên nói chung á, bà con cô bác trong chợ cũng biết cô rất là nhiều á. Okay. Không được, ngã. Ok, bị đánh nè. Bà đen. Nó đánh tiếp. Luôn chán không? Bên chán. Ê, ê. Mấy bà vậy? Ủa, ủa, trái nhiều. Trái trái nhiều vậy? Ủa, trái nhiều. Ôi, nó có gà bụng phệ kìa. Ừ, rồi, có gà bụng phệ rồi. Rồi, bán sao cơ? Bán sao cô? Hả? Một ký đây, với cái này thúi đây. Ừ. Yeah. Sao cô thích ăn cà này vậy? Nó ngon cà này. Bốc cà, bốc cà cắm phệ. Bốc đại lên đi. Không, đại lên một ký vậy chị. À, cái này mới bụng phệ nó đổi cái ông phệ coi. Thích cái bụng phệ hả? Ờ, tới nó học nhiều. Thấy ăn học hả? Ừ. Ăn học á. Để cầm cho không được. Nhiêu tiền? Dạ. Rồi tiếp tục đi nha cả nhà. Đây mà bà con cô bác cũng mua bán thịt bò rất là nhiều ha. Ừ. Cô ha. Mua trong chợ giờ này đông ha cô. Đông ha. Qua lấy hộp dịch nè. Hết à, hết à. Không dịch là hết à. Đi vậy. Trời ơi, bán này theo hết chưa? À, trăm ký nhiêu chị? Quảng cáo luôn. Quảng cáo gì, 3 ký trăm á bà con. Mấy? 3 ký trăm. Đó, 3 ký trăm. Cô cười rồi. Không cần mặt 3 ký trăm á, cô cũng rồi, chạy chút chân á. Sạp gì, sạp gì? Sạp theo hả, chút chân. Tên gì cô? Cô tên gì? Sạp tôi theo gì? Sạp tôi theo thấy bên Sóc Trăng á, 300 cô chú ơi, lại vô, mày vô, mày vô. Heo đẹp. Ôi chân, chị chân mà nè.
Cây gì? Cây ngọt. Cây nắc nắc không phải, cái này cây ngọt. Cái này xuống ruột à, cây nắc nắc của ta. Dài dài. Đặc biệt, cái này cây ngọt. Cây không phải cây nắc nắc hả? Không phải. Cái này cây quắn. Tưởng là cây nắc nắc chứ. Không phải, cây ngọt. Không phải. Cây ngọt. Cái leo kìa. Cái leo kìa. Không sao kìa. Ăn vô. Thà là bò đi hết. Xem với bột, để với bột, để với bột. Chú ơi, lấy thẻ đi. Ê, không được. Không được. Không được. Bậy bậy. Vừa lấy nè. Thôi chứ, con không làm. Bậy bảo bậy. Vừa leo nè. Con tích, con tích. Con leo lên. Leo, rồi, rồi. Đắt vô, đắt vô. Rồi. Rồi, rồi. Con xác vô. Xác vô. Xác vô. Xác vô, ừ, xác vô đó, ừ. Xác vô, ừ. Hay khỏi đâu. Đội non kia ra. Đội non. Mấy cây? 5 cây, 50 cây. 3 cây, 50 cây. Ừ, đúng rồi đó. 5 cây, 50 cây, 50 cây, 50 cây, bà con ơi. 5 cây, 50, 3 cây, 50 cây, bà con ơi. 3 cây, 50, 4 cây, 50. 4 cây, 50 cây, anh. 4 cây, 50 cây. Đi, rồi, quen gì không? Quen không? Lên, ôm sát không? Ôm, rồi. Rồi, rồi. Ôi, dốc rồi kìa. Lụm lên đi thằng, lụm lên. Xe. Rồi, đi được rồi. Cái gì lỗi vậy? Cái gì vậy? Cái vô. Ừ, giá căng hết chú ơi. Nhà đây là trong cái chợ cá cả nhà, thì cá đây là cá tươi sống không này ha cô bà đây, cá tươi sống không ha. Dạ. Uống tép 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 bò. Dạ. Tôm. Tôm. Thân sống hay chân ha. Dạ. Chung là đây là cá tươi bể hết luôn rồi đó. Chơi mày. Kìa con cá ra kìa. Kìa con cá nhảy ra. Thôi. Thôi. Đi theo anh luôn kìa, anh kêu đi kìa. Đi. Rồi, rồi. Quen gì không? Quen không? Lên ôm sát không? Ôm, rồi. Rồi, rồi. Rồi. Mình có lưng. Hả? Mình có lưng. Không quen. Đi. Sợ đó. Để thành phần á cả nhà, bà con cô bác ở đây á, là đây là lần đầu tiên cô qua phải không? Rồi, lần đầu tiên đi chợ này nè. Ừ. Ít ký nhiều. Ít ký nhiều. Mua hết rồi đấy. Mua hết rồi chung. Mua hết rồi. Hết con ký nhiêu vậy? Ôi, chanh con. Hết con ký. Dập tư hả? Mua mấy cái. Mua hết rồi. Lên. Kè. Đây, lau bánh kè. Lau bánh. Kè lên, lau lên. Ôi, 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 chắc. Ôm, ôm. Ôm, ôm, chắc. Ôi, tao thấy. Tôi thấy. Mà đây. Mà anh đừng có lo anh cháu à đi. Hả? Anh mình có lo anh cháu. Không em, ông biết. Nó, mày đấy. Mình đi. Mình lên xe. Lên xe. Ôm. Xác vô. Xác vô. Xác vô. Xác vô. Anh chưa. Mày. Mua hết, mua không có. Hư hết rồi. Quỷ đó. Quỷ nhá. Đây là khu vực chợ cá cả nhà. Tao hỏi tên đẹp kìa. Tao hỏi tên đẹp kìa.
YouTube khá là đẹp mà. Đẹp từ đó giờ mà. Đẹp từ đó giờ mà. Đi, hỏi đẹp nè. Đẹp từ đó giờ đúng không? Đẹp từ đó giờ mà. Ừ. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Ừ. Hát bản nghe đi. Hát bản nghe kìa. Hát bản đi. Về Sóc Trăng. Về Đại Tâm thăm người bạn thơ me. Nói không? Nói không? Trời lẽ lẽ bắt con gái đi. Thôi nói chung qua tới bên đây thì cô cảm thấy như thế nào? Vui. Hả? Vui không? Vui. Vườn này cô thích không? Cô thích, kêu lên. Ê, 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 ê. Quảng cáo đi, ba bộ nhiêu? Ba bộ 100 cô chú ơi, ba bộ 100. Bán ở đâu? Ba chợ xe Sóc Trăng, ba bộ 100, ba bộ 100. Ủa quần áo đẹp vậy sao bán rẻ vậy? Ai biết bán bộ nhiêu? Hả? Biết bộ nhiêu đâu. Sao cô nói ba bộ 100? Nói đại. Nói đại được luôn. Ừ. Cô có thích bộ đồ nào không? Hả? Mày thích đi mua bộ đi. Cô có thích không? Cô thích mua bộ đi. Bự. Đây nè. Hai nữa mua à. Mua đi. Ba bộ 100. Ba bộ 100 mua đi. Mua ba bộ đi. Ừ. Cho ba bộ cho bạn mình ăn. Thôi kéo. Leo lên. Leo lên. Leo lên. Dạ dạ dạ. Leo lên luôn. Leo lên. Ừ, leo lên. Ừ, đúng rồi. Đi luôn. Ừ, đi luôn. Ở đây luôn. Đây. Ơi. Đây chỗ đó. Đây nó không? Không. Đất lắm. Ta cho mình nè. Lục lên. Lục. Ta cho mình. Rồi. Ta cho lên luôn. Nè nè. Chơi chân đụng mới đừng tìm được. Anh ta cho mình nữa. Đi bán. Đi bán rồi đó. Không mà cái này ta cho mình nữa. Ừ. Rồi chào tôi đi với bà luôn được không? Đi. Ê. Trời trời. Trời trời. Trời trời. Đeo lên. Đeo lên. Đeo lên. Đeo lên. Lên. Đeo lên. Ôm sát vô. Ôm sát vô. Ôm sát vô. Ôm chưa. Ôm chưa. Mình khoai không? Mình khoai không? Thôi bây giờ chợ cá thì cũng đã kết tới đây cả nhà. Thì phía bên kia thì mình đi qua chợ trái cây lại ha. Mời cả nhà đi chợ trái cây. Mời cả nhà đi chợ trái cây nghe. Tao luôn. Mua cái tao. Gà muống ơi. Gà muống lên bỏ 5.000, 5.000, 5.000 cô chú ơi. 5.000. Gà muống đi. Gà muống bỏ 5.000. Lọt lan mà. Hả? Gao 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 bỏ 5.000, 5.000. Ở hư cô ta chân ông luôn nổi ơi. Bỏ luôn. Để banh cái cây o không dễ chân. Đá, đá, đá. Đá luôn. Bắt tắt, bắt tắt. Nhảy tức. Nhảy đi bà này nè. Vô. 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 Hả? Bỏ gao bước lên. Bước lên, bước lên. Trời ơi, bước lên. Ê Lâm à, dạng. Ê trời ơi, bắt tay nhau mai tay nào. Đúng lên. Đúng lên. Anh đừng tay cậu ơi, anh đừng quay anh á. Đừng quay anh. Đừng quay anh á. Không sao đâu. Bà con cô bác trong chợ vui mà, không sao đâu. Hai kỳ quay anh bay cũng cút nào. Không có ai đâu, không có ai chửi cô đâu. Không có ai la cô đâu, cô vui mà. Chưa. Chưa. Mà chưa. Chưa. Chưa thì nhảy ra. Chưa. Nhảy. Nhảy. Nhảy lên nhảy. Nhảy. Cá bắt cá, bắt cá, trả, trả, trả lại. Ừ. Ừ. Rồi đi. Cú sáng kìa. Ê. Cú tám. Tụi bậy tụi bạ. Không được, không được. Ở gần em không được. Gió bay cái đầu cổ thôi. Đây là chợ trái cây nè cả nhà. Bán bông dừa. Anh xin mày. Dừa lưới. Mày ăn giòn không? Ăn giòn lắm. Ăn với đường hả? Không có đường đâu. Này đâu phải đâu. Dưa lưới. Này dưa lưới.
dưa lưới à? Dưa lưới sao? Cô có biết dưa lưới không? À. Từ đó giờ không biết hả? Mua trái ăn đi. Vậy là biết dưa hấu luôn. Trái bao nhiêu đơn cô? Chắc ký, ký 40. Ủa nhiêu? Mấy lưới. Sao vậy? Mấy lưới. Đi chứ. Sao vậy cô? Mua trái đi. Mua trái cho cô ăn đi. Trong bọng sao mà ưỡi. Ủa sao có mùi nè. Lấy cái nhỏ rồi kìa cô. Chặt cái lớn đi cho nó ngon. 2kg 85 ngàn nè. Được chồng lưới không? Rồi. Hãy xin mà chắc anh chạy xin thế. Gọt vỏ ra mình ăn rồi lại bỏ hộn. Ngon không? Ngon không? Ngon. Bao ngon. Bao ngon kìa. Thôi mẹ để cho chú biết ăn sao nữa. Ăn chú biết. Này, này người ta ăn sao đi 85 ngàn đủ không? Này ăn với đường nha cô. Không ăn không với à, ăn không. Ăn đại với à, ăn chứ không phải với gan đâu mà mày ăn được. Mày cũng hay ăn tao. À, mày cũng em tao. Bốc trái vô ăn trái à. Ăn trái ha. Ừ. Ngon không? Quay mặt không kia là ngon không? Ngon. Ngon, dâu này ngọt không? Ngọt. Ngọt không? Ngọt, ngọt không? Trái dâu ngọt không? Trái nữa nè. Trái nè. Ừ. Dâu ngọt không? Ngọt. Ngọt. Ngon. Ngon. Chua. Thôi đi qua vòng qua bên đây nè. Thì phía bên kia cả nhà thì chợ trái cây không à cả nhà. Ờ? Thì mình với cô Hòa Đen đi vòng qua đường này thì đi ra lấy xe về luôn ha cả nhà. Ờ. Rồi. Dạ. Yeah. Thì trái này là trái dưa gan này cảm ơn anh Tấn đi. Cảm ơn anh Tấn. Đó. Em chạy xe anh Tấn. Anh Tấn. Anh Tấn mua á, cảm ơn anh Tấn đi. Cảm ơn anh Tấn nha. Đây cam quýt đây cả nhà ơi, buôn bà con buôn bán rất là đông ha. Ăn kỹ đi. Ờ. Ngon không? Ngon. Ngon ăn từ từ được coi. Muốn mắc mỡ à. Ăn kỹ đi. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon ăn ăn từ từ thôi. Ăn từ từ thôi. Ở đâu quay gì vậy? Hai cây à? Trả tiền á. Quả đen. Phải quả đen không? Phải quả đen. Ừ. Ngon ha. Đen đúng rồi. Phải quả đen không? Phải. Phải à, phải nâng cho lớn lên. Quả đen á. Quả đen á, ở bên đó. Cái gì? Ở bên đó hả? Cái gì? Cái đắc mắc. Ăn xài kìa. Mình tả mình đi. Ăn cốc kìa. Ăn cốc hả? Mày nói á. Quả đen ở đâu? Quả đen ở Mỹ Xuyên. Chỗ nào? Chỗ Mỹ Xuyên, chợ Mỹ Xuyên, chợ Bãi Cát. Quảng cáo luôn. Quảng cáo là chợ Bãi Cát đâu có mà. Cái quảng có mà. Gần có Út ăn đạt. Cô tên gì? Quả đen. Lớn lên. Quả đen. Anh. Có ai biết cô không? À, không có ai biết đâu. Tên gì? Tên Quả Đen. Ừ. Bà con có biết không? Bà con có biết không? Tôi tên gì? Tôi tên Quả Đen. Mình tính. Cô bán sao cô? Cô bán sao vậy? Cô. Cô nào? Cô này nè. Đi chăm. Đi chăm. Một lấy hết luôn đi. Gom lại. Gom lại. Lại bột hết. Cái như cái đang đang giao đăng một thôi à? Không được, không được, không được. Đây thì trong chợ đây người ta cũng bán cá rất là nhiều nè ha cả nhà. Đó, bán cá trong cá, chợ lồng. Cá chợ lồng nữa, cái này ta kêu chợ lồng nữa. Dạ. Đây thì người ta bán quần áo rất nhiều. Anh thấy khỏi bán rồi. Wow. Lên TikTok luôn nè. Đó. Quen rồi, quen rồi, quen chưa? À, cô bán gì cô? Cô bán gì cô? Cô bán khăn hả? Bán khăn. Mua hết luôn á. Mua hết luôn. Ừ. Quất luôn. Quất luôn á. Quất luôn. Quất luôn. Quất luôn. Quất luôn. Quất luôn á. Mua hết đi. Giờ thấy mấy trong tôi tí rồi tiếng không? Vô tiếng. Cố kém nha, vô tiếng nha, leo lên xe kìa. Leo lên xe. Ừ, đi nhà cô à. Gọi vậy, ôm sát cô. Ừ. Sát cô. Ừ. Sát cô nữa. Nữa. Ôi, anh phải làm cá lắm. Lấy xe tôi quải luôn. Quải quá. Nã. Biết không?
Không biết không? Chứ mà đưa cho cô cầm nãy giờ là xong luôn á cả nhà. Nhảy luôn. Nhảy luôn. Nhảy, nhảy một bản đi. Nhảy luôn. Nhảy luôn. Không. Nhảy. Nhảy. Chật chật chà. Chật 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 chà. Chật chật chà. Chật chà ra chật chà. Chật chật chà. Chật chà ra chật chà. Hey. Hey. Chật chật. Hey mấy cái? Năm cái. Ờ đúng rồi đó. Năm cái, năm chục, ba cái, năm chục các bà con ơi. Năm cái, năm chục, ba cái, năm chục các bà con ơi. Ba cái, năm chục, bốn. Con cái 50 ạ. Bốn cái năm chục. Bốn cái năm chục. Người ta tắt rồi. Biết đâu. Cái này trồng ớt rồi đúng không? Trồng gì? Ớt. Nhà cô có ớt không? Thôi. Kính kìa. Ê. Này đẹp không cô? Đẹp. Này đẹp không? Đẹp ha. Này này kia là cái gì? Lên lên lên. Lẹ. Rồi rồi. Đắt vô. Đắt vô. Rồi. 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 Ôi em. Không đắt vô. Đắt vô. Đắt vô. Đắt vô. Ừ, đắt vô đó. Ừ. Đắt vô. Ừ. Đó. Đó hay khỏi đâu. Đi đội non kia ra. Đội non. Thế chả nè. Ờ đội non. Anh mới đứng. Kìa. Mày đứng không? Biết không? Qua đây. Đó, tao biết rồi. Ôm không hung cái. Ôm 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 hung cái. Ờ. Nghe đó rồi. Dạ. Dạ. Đây. Ai thì chắc là mình. Thì cô nói cô muốn mua chén hay gì? Chén tô vậy không cô? Mua mua đi. Đó, cô nói muốn mua chén tô gì đó, cô thích thì cô mua. Dạ. Cả nhà thì cô thấy không, bà con cô bác lần đầu tiên cô đến chợ ở đây á, nhưng lần mà bà tiên. Con cô bác thấy như thế nào cô? Cũng thấy vui. Bà tại con... hồi đó giờ cô đâu có từng đi đâu. Hồi đó giờ là cô không có từng qua chợ đúng không? Không. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên mà qua tới đây. Dạ. Nhưng mà bà con cô bác thì cũng mới biết cô trong TikTok thôi. Dạ. Mà là mà khi mà cô thấy cô ở ngoài đời thì bà con cũng đùa giỡn vui vẻ với cô đúng không? Đúng rồi. Mà tại sao cô phải đi sát với con quá vậy? Hả? Chơi vậy vui. Bán 40 cái 50 đi, mau hết. Bán 40 cái 50 đi, mau hết. Bán 40 cái 50 đi. 40 cái 50 đi, mau hết. 40 cái. 40 cái đi. 40 cái 50. 40 cái 50, 40 cái 50. Ở chợ mấy chuyên bán cái 25 đồng. À 4 cái 50. Rẻ hơn cái mười mấy nha. Gấp đôi ha. Thì cả nhà ơi, thì cô Bà Đen á, thì cũng đến chợ rau, thịt và này kia thì cũng đã review xong rồi đúng không cô Bà Đen? Đúng rồi. À thì cô Bà Đen ơi, trước khi mình khép lại video đó thì cô Bà Đen có lời gì chúc đến bà con cô bác không? Có chúc bà con cô bác ngoài nước trong nước. Ừ. Làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài, vô như nước, làm ăn có tất cả quốc quả bỏ qua bà con chú, cô chú ơi, bữa nay mười mấy Tết rồi. Là cô Quả Đen mới lại đi chợ cho biết lần đầu tiên chợ Sóc Trăng. Chợ Sóc Trăng mới biết lần đầu tiên luôn, Quả Đen mới biết đó. Mới biết luôn à? Mới biết, người mới biết. Bye bye cô chú nghe. Cô chú nghe. Không gửi. Không gửi. Ngàn đúng không? Ngàn.
ngàn đồ hút gió, ngàn đồ hút gió. Rồi, chào cả nhà ha. Chào. Thì bye bye cả nhà.